Sau khi quả cầu năng lượng phát nổ dữ dội, nếu không có mic trên thông thiên văn giới tường địa lý chỉ cho các bạn biết nơi này vẫn còn là phạm vi của Âu Châu, hẳn các bạn nghĩ nơi nào đó mới có núi lửa phun trào, những mảng đất dập dềnh trong biển nham thạch, đường chân trời cũng vì thế mà nhuốm màu hồng đỏ nóng này. Quê hương mát mẻ của chuột túi đã thay đổi hoàn toàn. Đứng trên một mỏm đá còn lành lặn duy nhất, Kangaroo đã hoàn toàn bị cô lập khỏi trận chiến của vương châu Âu. Đám bụi cho bay lất phất trong không khí kèm theo những đốm lửa rải rác. Có phải là địa ngục trần gian hay không mà vua của nó đang đối mặt với thứ quái quỷ gì thế này? Trước mặt Hai Sừng là khối cầu đen đặc bay lơ lửng đối diện nó. Từ sau khi năng lượng xé xác thân hình con Godzilla ra chà bông, đây là thứ duy nhất còn lại. Mà thật là nó không bỏ chạy, cứ nhìn chằm chằm vào Hai Sừng bằng con mắt duy nhất đỏ quạt của mình. Càng nhìn vào hắc ám, càng thấy u ám bủa vây. Những luồng khí đen xung quanh nó giống lửa lại giống khí, vấn vít mãi không tan đi. Con mắt đầy ngọc của Hai Sừng trầm ngâm nhìn mãi, đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi, nhưng nó đâu có biết sinh vật quái quỷ trước mặt mình là thể loại gì. Những tiếng tách rẹt vang lên nhỏ dần rồi to hẳn, cứ như ai đang kéo khóa của một chiếc áo khoác, để lộ ra hai hàng răng nhọn hoắt chạy dọc. Phần đầu bên phải của Hai Sừng tách ra thành hai cái mõm quái vật lởm chởm răng nhọn, có cả phần lưỡi hồng ở bên trong, nhìn sơ qua không thấy ăn nhập gì với phần còn lại của nó. Nếu như các bạn đoán Hai Sừng là họ hàng của Âu Sáng hoặc Ốc Sên biến dị thì từ đoạn này phải đoán lại từ đầu nhé. Ngay khi cái miệng đã phát triển thành kích thước tối đa, nó gườm giới thiệu trước khi kết liễu thứ quái đàn trước mặt. Năng lượng mạnh nhất của ta chính là sáng tạo, cùng với kết hợp để sáng tạo thể sinh mạng giống như ta. Lấp lửng đến đó, nó bất ngờ há to cái miệng đầy răng với kích thước khổng lồ, lao nhanh như chớp về hắc ám, thích chí gầm lên, còn kết hợp chính là ăn sinh vật rồi chuyển hóa thành năng lực của cá nhân ta. Con mắt hắc ám ồ lên trầm trồ, hóa ra là như vậy sao, thế mà nó không tránh đi, cứ ở nguyên chỗ cũ cho phần miệng khổng lồ cắn phập vào nuốt mình trọn vẹn, nói đúng hơn nó giống như đang được chờ vào bên trong để khám răng cho Hai Sừng vậy. Tiếng cách của bộ nhá khít vào nhau nghe thật vang dội, đến chỗ Kangaroo nơi xa cùng đầy chờ mong, dướn người về phía đó mong trông tình hình. Bản họng của phần miệng kia phải ngẩng lên cao, phồng lên để nuốt cho được thứ mới đớp xuống, trông có đôi phần khổ sở chật vật phết. Phần sau của cái miệng bất giác phồng lên thật to như khối cầu, từ đó tỏa ra những dải màu đen đặc giống như của hắc ám như ban nãy, lởn vởn mãi không tắt. Chuột túi từ đằng sau không nhìn rõ, nó mừng rỡ gọi lên, "Vương!" mà không thấy Hai Sừng trả lời, nó còn đang bận tiêu hóa thứ vừa mới nuốt xuống, cũng phải khép lại phần miệng ban nãy vừa rút ra khỏi cơ thể mình. Do ghép với sức mạnh mới ăn được, hình dạng của Hai Sừng đã hoàn toàn khác biệt. Nó vẫn sừng sững trên khối thân đồ sộ, nhưng con mắt đỏ trên thân không còn là sự kết hợp của những hạt ngọc nữa, mà nó mở rộng vùng đỏ ra, trông không khác gì con mắt của hắc ám. Ngó cái diện mạo đó của vương Âu Châu, Kangaroo đánh tiếng hỏi vua thắng rồi, hay vua đã thua thế? Chỉ một câu đơn giản như thế mà Hai Sừng quay ngoắt lại chừng con người bé tí hin trong vùng mắt rộng lớn hỏi ngược lại, người cảm thấy ta sẽ thua à? Chỉ nhìn thấy diện mạo mới thôi nó đã sợ đến mức hai hàm răng cắn vào nhau va lên lập cập. Khí tức từ người Hai Sừng tỏa ra đè nặng lên thân hình lực lưỡng khí chân cẳng của Kangaroo trở nên yếu mềm. Nó quỳ sụp xuống đặt một tay lên vai bên kia, cung kính xưng tội là thuộc hạ vượt quá giới hạn rồi. Nhưng vị vua của nó đâu có sự đáng sợ khiến người ta e ngại đến thế này. Vua Âu Châu có thể bước ra bảo vệ thuộc hạ và tự mình đối đầu với địch thủ đâu phải kiểu dị thú như thế. Hơn nữa, càng nghĩ chuột túi càng đổ mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc là ai đã thắng trận vừa rồi? Vừa mang khí tức của vương, vừa mang khí tức của kẻ thù. Ta đã không thể phân biệt được nữa, mà hỏi tiếp có lẽ sẽ chết. Nó định ngậm miệng lại cứ thể thuần phục vị vua, đột nhiên một cái xúc tu lờ đờ tiến lại gần Kangaroo ép nó phải mở miệng gào lên phân trần. Xin chờ đã vương, là ta mà. Nó đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ nói được mấy chữ đó rồi chấp nhận cúi đầu nhận hình phạt từ Hai Sừng. Nào ngờ từ xúc tu phóng ra không phải là thứ gì gây tổn hại chuột túi, nó là một luồng linh lực dồi dào mang theo những tia màu đen đặc xung quanh khiến cho dị thú trở nên mạnh mẽ hơn. Thích chí gồng mình trong luồng năng lượng, chuột túi cố mà thu nạp cho hết thảy vào cơ thể của mình. Nó cứ có cảm giác vô tận không hết, tràn ra như nước nên dùng hết sức mà nhét vô từng mảng ra. Rồi không chịu nổi, con chuột túi há miệng thở hồng hộc, cảm thấy các mảnh năng lượng cứ như có thêm thứ gì đó tối tăm lắm, một khi dần quen còn cảm thấy mình mạnh hơn. Nó siết tay, ánh mắt trở nên man dại, khen ngợi quá tuyệt vời. Thấy chuột túi đã hấp thụ năng lượng hắc ám xong, cái thứ to lớn trên kia cũng thấy thích thú theo. Sức mạnh này quá tuyệt vời, có thể ban cho sinh vật khác khả năng của sinh vật mạnh mẽ hơn. Đây là thời điểm cực thích hợp để gọi mọi người đến. Nó tuyên bố như thế rồi cho toàn bộ xúc tu của Hai Sừng quẫy liên tiếp trên mặt đất. Toàn bộ khu vực dậy sóng kèm với tiếng gào ồn ào của con dị thú, vọng đến hết 4 phương 8 hướng của Âu Châu. Gần đó nhất là nhà bò sát gào ngược lại hưởng ứng lời của vương, chạy hết tốc lực của mình về nơi Hai Sừng đang đứng. Trên bầu trời đỏ quạch là đàn rơi biến dị có răng nanh xài cánh vun vút đến theo lời gọi không thể chậm trễ được. Sau đó là hàng loạt họ hàng hang hốc các dị thú cơ bắp khác của Âu Châu ùa vào đông như chảy hội. Tiếp theo là họ hàng của Hai Sừng từ dưới đất bất chợt đục đá mà chui lên. Chúng nó liếc con mắt đỏ ngầu lên nhìn xung quanh trước rồi tìm một chỗ đẹp đẽ đằng sau mông thú mà xếp thành hàng dài. Dị thú của Âu Châu đã có mặt đầy đủ theo tiếng gọi của vị vương, nhà nhà kéo đến không sót một tên nào. Dị thú của cả một châu lục mà ùn kéo đến thì đông đến cỡ nào khỏi nói. Chúng nó lặng im chờ đợi vị vua của mình lên tiếng dù lúc này Hai Sừng có hơi khác với bình thường. Những bóng tròn tròn trên cơ thể nó đã hóa cả thành màu đỏ thẫm, trừ số xúc tu xanh đang vấn vít ở đằng sau, giao diện của em đã hoàn toàn chuyển thành đỏ và đen trông u tối hẳn. Nó ra lệnh tất cả lại đây đi, trở nên mạnh hơn đi. Không giống như Ngu Tử Du đem linh lực về cho bọn nhóc ở nhà thăng cấp, Hai Sừng Hắc Ám dùng chính sức mạnh của nó rót lên từng đứa một để trực tiếp nâng cao thực lực lên. Mê vụ đại sơn chìm trong màn sương dày, tầm nhìn xa chưa được 10 mét bởi cả một ngày dài cho dị thú hấp thụ linh lực đã xong, giải tán ai về nhà nấy. Ông sếp lớn thong thả mở bảng trạng thái ra xem, đọc thấy Mộc Long cấp 3 là một chiếc rễ chính có khả năng hóa thành chân long, giờ đây cũng đã đạt đến trạng thái bán long rồi. Xoa xoa cằm mình cứ như có chòm râu dê ở đó, Ngu Tử Du ngẫm nghĩ, Mộc Long sắp đạt cấp 3 và thân thể bán long ấy hả? Nếu hoàn toàn hóa long thì liệu sau này mình có thể bay được không ta? Ngu Tử Du xưa nay mê mấy loài vật thần thoại lắm mà, hắn muốn mình hóa thành một con rồng bay lượn thật sự. Lại nhìn xuống bảng thông báo linh lực, hắn chặt lưỡi cảm thán, giờ đây linh lực cũng đã tăng lên 8.000 vạn rồi, 6 con số 0, dịch ra là 85 triệu điểm. Những chuyện Ngu Tử Du lên kế hoạch làm đều làm được cả rồi, cuối cùng 7 không gian lớn cũng được mở rộng gấp nhiều lần nhờ có thủy triều linh lực. Giờ đây mỗi không gian đều tràn đầy linh lực, đủ để cho dị thú luyện tập không ngừng trong không gian. Ngay cả sau này muốn đem hết chúng nó đi cũng có thể cho vào không gian, mang theo tất cả di chuyển với mình. Nghe hứa hẹn như thế nhưng Ngu Tử Du thấy chưa đủ, hắn biết mình còn cần phải mở rộng thêm không gian nữa. Hắn hô khai một tiếng rõng rạc, cả 7 cánh cửa dẫn đến 7 không gian đồng loạt mở rộng trên bầu trời, mỗi cái mang một ánh sáng khác nhau, lấy cây liễu làm trung tâm khiến Ngu Tử Du thích chí lắm. Cứ để vậy cho linh lực liên tục rót vào bên trong các không gian này để gia tăng sức mạnh đi, dần dần cũng sẽ mở rộng ra như ý mình muốn. Cánh cửa màu xanh mở ra ngay trên đầu Nhân Ngư Vương, bây giờ vẫn còn đang bị trói cứng trong không gian hệ mộc. Cô ta ngẩng đầu lên, không ngờ luồng sáng chiếu rọi đó vậy mà lại là linh lực sao? Vừa dứt câu, cả một cột linh lực lấy từ thủy triều đã dội xối xả xuống Nhân Ngư Vương. Cô ta đón nhận sức mạnh mới của mình nhanh đến không ngờ, chẳng vùng vẫy hay tự hỏi những câu ngớ ngẩn, im lìm nhắm mắt, dần cảm nhận sự biến chuyển bên trong cơ thể mình mà thôi. Nói thật, nếu Nhân Ngư Vương còn ở dưới biển sâu mà lần này làn sóng linh lực rơi xuống từ bầu trời thì biết chừng nào mới đến lượt cô ta thăng cấp cơ chứ, cơ hội này chẳng phải tốt lắm hay sao? Ngu Tử Du đang chăm lo cho thất đại không gian của mình, đột nhiên bị một cơn ớn lạnh ùa vào tâm trí. Nó xảy ra khi hắn đánh hơi được khí tức của kẻ nào đó ghê gớm lắm, liền phóng người về phía đó, giơ bản mặt ra để dễ đoán định hơn. Khí tức bay đến từ Âu Châu lúc nãy là gì? Khỉ thật, là Hắc Ám. Hắn tối sầm mặt mũi, khí tức của Hắc Ám bay ra từ hướng đó, có nghĩa là nó đã bao trọn được Âu Châu rồi sao? Lý do Ngu Tử Du có thể cảm nhận được khí tức khủng khiếp của Hắc Ám tràn đến chỗ mình là bởi sau khi truyền thụ sức mạnh cho đám dị thú Âu Châu, Hắc Ám Hai Sừng đã di chuyển ra sát mép biển đứng sừng sững ở đó một lúc lâu. Chuột túi đi theo quan sát mà chẳng hiểu lý do gì Vương lại dẫn cả đám ra bờ biển, lần này nó rút kinh nghiệm rồi, không hỏi những câu vô tri, cứ âm thầm đi theo là được. Dẫn thuộc hạ đi đến bất ngờ, đại dương sâu thẳm bất thình lình dậy lên 2 cột sóng khổng lồ, rồi theo đó là 3, 4, 5 cột tương tự. Nhìn kỹ lại thì nó là những dị thú to lớn đội nước đứng lên, toàn những gương mặt thân quen, là Thất Hải Vương của biển sâu theo lời kêu gọi của Vương Hắc Ám mà xuất hiện. Nhìn vẻ vui thích của chúng nó, Kangaroo tội nghiệp mù mờ thông tin lại cảnh giác ngoạc mồm ra chửi, "Vương của biển sâu, các ngươi xuất hiện ở đây là muốn đánh nhau hay gì?" Bọn chúng chẳng thèm để ý con chuột nhát này, chỉ nghiêng đầu liếc qua kẻ to con cạnh bên với vẻ cung kính thay cho lời chào. Thâm Hải Vương giờ trông hoàn toàn lành lặn, không có lấy một vết sẹo đụng độ ngày nào với Ngu Tử Du. Nó hướng về Hai Sừng, nhẹ nhàng thưa Vương, cuối cùng ngài cũng thức tỉnh rồi. Câu này sẽ là lời giải đáp cho máy lọc nước. Biết Vương mình đã thua chắc nó khóc 3 ngày 3 đêm mất.